Còn Tuyến Co Que thì là fan ruột của trọng tài Corina. Mùa đông năm nay thì Tuyến Co Que đã tạo cho mình một cái mái tóc gọi là mát mẻ hơn mùa đông năm ngoái. Một chiếc thẻ vàng dành cho một chiếc thẻ đỏ. Còn Tuyến Co Que thì là fan ruột của trọng tài Corina, một trọng tài nổi tiếng nhất thế giới từ trước đến nay. Và cái đầu của Tuyến Co Que cũng không khác gì trọng tài Corina một chút nào. Mùa đông năm nay thì Tuyến Co Que đã tạo cho mình một cái mái tóc gọi là mát mẻ hơn mùa đông năm ngoái. Một chiếc thẻ vàng dành cho một chiếc thẻ đỏ dành cho, như vậy là Dương Bà Lách. Các cầu thủ của chúng ta cũng như là các cổ động viên chúng ta hãy hết sức bình tĩnh. Các cổ động viên của chúng ta cũng như là các cầu thủ hãy hết sức bình tĩnh. Chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh trong bóng đá thì xin mời các cầu thủ Mai Hạ chúng ta sẽ đứng dậy đi. Bây giờ thì các cầu thủ Mai Hạ sẽ phải thi đấu thiếu người.